quý vị, là địa bàn vùng sâu vùng xa với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện Đam Rông đã có bước chuyển mình trên tất cả các mặt đời sống xã hội, mang đến một diện mạo mới với nhiều khởi sắc trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, chính là sự đóng góp không nhỏ của ngành điện lực Đam Rông. Những ánh đèn đang làm sáng rỡ cho các tuyến đường vùng nông thôn Đam Rông là điều kiện hết sức thuận lợi, tạo động lực để địa phương đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng. Là xã điểm được tỉnh Lâm Đồng chọn xây dựng nông thôn mới của huyện Đam Rông, bên cạnh đầu tư hạ tầng giao thông, quốc lộ 27 đoạn qua xã Đà Rờ San đã được lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu sáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hơn hết là đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở địa phương. Có được công trình chiếu sáng trên tuyến quốc lộ 27 của xã Đà Rờ San, bên cạnh sự nỗ lực do nhân dân đóng góp, thì ngành điện lực Đam Rông đóng vai trò hết sức quan trọng trong đầu tư hạ tầng và các công trình thiết yếu. Có ánh sáng điện, đèn điện thì nó cũng sẽ đỡ được cái khoản là cái xảy ra cái rủi ro tai nạn, và đồng thời là bà con mà đi bộ đấy, hoặc là đi thể dục, hoặc các cháu mà vui chơi ăn tối ở bên rìa đường thì là cũng là các phương tiện là nhìn ra và cũng đồng thời là sẽ tránh được những cái hiểm họa. Chúng tôi về đây sống là cũng đã hơn 20 năm nay rồi. Tuy rằng là một vùng quê khó như thế, nghèo khó như thế, nhưng mà tinh thần đóng góp của nhân dân rất là cao, là tôi thấy là như vậy. Có đèn đường thì cái giữ vững được cái an ninh trật tự, đem lại cái ánh sáng văn minh cho địa phương chúng tôi. Tính riêng trong năm 2015 và trong năm 2016 đến nay, Điện lực Đam Rông đã hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới, lắp đặt đường điện hạ thế phục vụ sinh hoạt cho huyện Đam Rông với nguồn kinh phí trên 15 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống điện hạ thế được kéo từ huyện Lâm Hà về trung tâm thị trấn Bằng Lăng, được hoàn thành năm 2015, đã góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hàng năm thì chúng tôi cũng đề xuất với công ty Điện lực Lâm Đồng để cho sử dụng cái nguồn vốn là sửa chữa lớn và xây dựng cơ bản hàng năm để tiếp tục đầu tư tiếp vào cái lưới điện của Đam Rông để cho dần đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của người dân. Ngoài cái chương trình đó thì còn có một cái dự án, đó gọi là dự án điện nông thôn với số tiền là khoảng 41 tỷ. Thì cái dự án này là đầu tư sẽ từ năm 2017 đến 2020. Thế thì khi mà dự án này được đầu tư với kết hợp với cái việc mà chúng tôi hàng năm chúng tôi xin cái nguồn vốn sửa chữa lớn cũng như xây dựng cơ bản đầu tư vào lưới điện Đam Rông thì sẽ đảm bảo trong cái việc mà sử dụng hoàn thành cái tiêu chí 4 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện Đam Rông. Cùng với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đam Rông và sự đóng góp của ngành điện lực Đam Rông, đến nay xã Đà Rờ San đã đạt 18 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Xã Đà Tông đạt 17 tiêu chí, 5 xã đạt từ 15 đến 12 tiêu chí và một xã đạt 8 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó tiêu chí về điện hầu hết các xã đều đạt. Trong quá trình vận hành điện thì nhân dân chúng ta thứ nhất là tưới tiêu, thứ hai là sinh hoạt gia đình, thứ ba nữa là dùng những cái đồ gia dụng điện người ta trong gia đình thì hết sức là thuận lợi và phát triển trong cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xã cũng phát động như phong trào, chúng đó phong trào là chung tay xây dựng nông thôn mới. Thì về phát động mà xây dựng đường điện thắp sáng đường quê cũng như là mô hình sáng sạch đẹp ở các địa bàn dân thôn là được bà con đồng tình ủng hộ. Và đây cũng huy động rất lớn nguồn đóng góp của bà con để bà con phát huy nỗ lực để vươn lên làm giàu chính đáng và giúp cho xã sớm hoàn thành cái xã nông thôn mới. Điện, đường, trường trạm là những công trình thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, cùng sự đóng góp tích cực của ngành điện lực Đam Rông, sẽ là điều kiện hết sức thuận lợi để đến năm 2020, Đam Rông sẽ đạt huyện nông thôn mới của tỉnh. Học sinh tại trường khiếm thính Lâm Đồng, vì không thể nghe thấy được bất cứ tiếng động nào.